Mình về ta cưới rơi câu quả 20 tuổi. Tôi hát trong quần, tôi hát đúm, tôi hát một cá. Các xã, anh làm gì em mà lên chơi? Thì hát trong quân Đức Bác á, lễ hội thường hát là từ ở bến sông cho đến cửa đình. Dưới sông là hát đón đào, về cửa đình là hát đúm, hát mó cá. Mùng ba mó cá vui sao, để rồi ra hội hẹn đào năm sau. Kìa anh em ơi! Câu lạc bộ chúng tôi, người cao tuổi nhất là 75 tuổi, người ít tuổi nhất là 25 tuổi. Hồi trống nổi lên là bà con là rất là phấn khởi, trong người là rất dạo dực, bởi vì niềm vui là vô tận. Hát trống quân thực sự là cái đem lại cái niềm vui cho nhân dân, cầu cho con cháu được mạnh khỏe, hạnh phúc, mùa màng, bội thu.